đêm qua đốt đỉnh hương trầm. Khói lên nghi ngút, âm thầm nhớ ai? Nhớ ai khi ẩm khi bồng, khi đau khi ốm chẳng nề hà chi? Công cha nghĩa mẹ chưa đền, công lao sinh dưỡng lòng này không quên. Mẹ ơi con rất đau lòng, nhớ thương từ mẫu bế bồng nuôi con. Công lao khó nhọc mỏi mòn, tanh hôi giặt rửa vì con ốm gầy. Con đau mẹ chạy thuốc thầy, dãi vang chùa miếu đủ đầy cầu xin. Than ôi cốt nhục thâm tình, biết sao trả đặng mẹ mình dày công. Bây giờ nhìn cảnh đau lòng, mẹ đã về chốn non bồng xa chơi. Bỏ con lặng hợp biển khơi, sống trong khổ não lụy rơi chán hoàng. Biết đâu tìm kiếm mẹ già, nhìn lên hương án trong nhà quạnh hiu. Cháu con thơ dại chết chiêu, như gà mất mẹ chạy kêu lạc đàn. Lòng con thương nhớ thở than, cơm dưng ba bát vái vang mẹ về. Cố bàn dọn cúng ê chề, nhìn sao chẳng thấy mẹ về uống ăn. Mẹ về vạn cảnh chỉ hằng chúng con cũng vô làm văn tế rồi. Ngắm ngồi nhớ thương từ mẫu sục sùi lễ xa. Con thành tâm đảnh lễ, cúng thỉnh chư tôn hòa thượng, chư thượng tòa, quý ni trưởng, ni sư, chư đại đức tăng ni, thân lâm tham dự chánh điện để cầu nguyện cho buổi lễ của gia đình chúng con sáng hôm nay. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Phật. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Bạc Đài Chứng Minh. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Kính Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Bạc Đài Chứng Minh. Nam mô Đại Hiểu Mục Kiền Liên Bồ Tát Giả Bạc Đài Chứng Minh. Kính bạch chư tôn hòa thượng chứng minh,
Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni, kính bạch quý ngài, chúng con kính nghe rằng công cha hủy hạ sẵn nào để sau đức mẹ bị bao đôi đường, dầu cho bảo đảm nhiều phương cũng không tại công hương sông đường. Thật vậy, công hương cha mẹ như trời cao, như bể rộng sông dài, bộ phận làm con không thể nào đáp đền được. Thế rồi, trên đồ định sinh tử của kiếp người, mồ côi vô thường ngồi đến với người mẹ, người bà cũng yêu, đã trò đời hy sinh cho cả con, cả cháu không lẫn nên người. Cụ bà nào thì đồng, quảng danh nhiều nào, kính bạch chư tôn thiện đức tăng ni. Trong suốt 49 ngày đã trôi qua, toàn thể gia đình đã mất mạc lớn lao trong cuộc đời của mình. Với sự mất mạc đó, được sự quan tâm của chư tôn hòa thượng chứng minh, chư tôn hòa thượng, chư thượng tòa đại đức tăng ni, quý họ hàng thân tộc và bạn hữu đã thân lâm và chia buồn cùng tăng quyến của cụ bà pháp danh Diệu Đạo. Hôm nay, để đền trả một phần nào công đức sinh thành của cụ bà, được sự cho phép của lý trưởng trụ trì chùa Đức Sơn, toàn thể trong gia đình diệu chủ thành thân tôn thỉnh chư tôn hòa thượng chứng minh, chư thượng tòa quỷ trưởng ni sư, chư đại đức tăng ni, quang lâm về đạo tràng chùa Đức Sơn để lắng đồng tổ chức hai tăng cũng dường bảo hiểu cho công đức cụ bà cổ thân mẫu để nương nhờ công đức chủ nguyện của quý ngài mà hướng đến cực tự diệu đạo nào thì đồng siêu sanh về tịnh cảnh, và gia đình cũng tiền đạo một phần nào công ơn đời dạy ấy. Kính bạch quý ngài, công lâm kính đấng quỳ lệ, chúng con thành tấm cúng đón và thành kính đảnh lễ giới thiệu hòa thượng đạo hiệu Tích Lương Hòa, giáo phận chứng minh ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế, trụ trình tổ đình Trúc Lâm Đại Hạnh, thành phố Huế. Hòa thượng đạo hiệu Thích Thanh Toàn, trụ trì chùa Tịnh Giác, thành phố Huế. Hòa thượng đạo hiệu Thích Thanh Hòa, ủy viên thường trực giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế, trụ trì chùa Bình Ân, thành phố Huế. Quý nữ trưởng, quý nữ sư, chư thượng tòa đại đức tăng ni, đã thể theo lời thỉnh cầu của gia đình diệu kiện chúng con cùng thân tâm tham dự, chúng con xin được đầu thành đại đệ tâm kính giới thiệu. Có giờ phục ca nhân cần thể này để thực niệm đến công đức sinh thành diệu dụng của người mẹ thiên cả tỉnh. Trân trọng kính mời cư sĩ Trương Mạnh Nhân đại diện gia đình diệu chủ dâng lên lời tạ Phật, ngưỡng mong tên chư tôn đức hòa thượng chứng minh từ bi quan hệ. Nam mô công đức lâm bồ tát ma ha tát. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay ngày 29 tháng giêng, tức ngày 12 tháng 3 năm 2021 ở Hoa Kỳ, chúng con kính hướng vọng về mảnh đất ngàn năm văn hiến dưới mái chùa Đức Sơn, trước cho được trang nghiêm hương trần quyện tỏa trên đài hoa chiêm tôn an tọa. Dưới chiếc cỏ đệ tử hồ quỳ, chúng con xin dâng lời đáp bạch. Nam mô A Di Đà Phật. Ngưỡng quái bạch chư tôn hòa thượng chứng minh, kính bạch chư thượng tọa đại đức tăng, kính bạch quý ni trưởng, quý ni sư, kính thưa đại chúng. Hôm nay là lễ tuần thất của thân mẫu chúng con, cố Phật tử Đào Thị Trọng, pháp nhân Diệu Đạo, hưởng thọ 96 tuổi, từ trần ngày 6 tháng 2 năm 2021, tại nhà ở Vienna, Virginia. Trên sư bà chủ trì chùa Đức Sơn, mở rộng lòng từ bi, tạo điều kiện giúp đỡ cho chúng con báo đền hiếu đạo, nên được thuyết lễ kỳ siêu cho thân mẫu chúng con tại nơi đây. Đối với thân anh này, con không biết lấy chi để đáp cho kinh sứng, chỉ nguyện luôn tồn mãi mãi trong tâm niệm. Cũng như lòng từ bi bao la vô lượng của chư tôn đức tăng ni đã không phụ lời thỉnh cầu bái thỉnh của chúng con. Đường thì xa,
tuổi già sức yếu, đang đoan Phật sự mà chưa tôn đức tăng ni của mọi chút thiền giờ quý báu, quan âm về đạo tràng chùa Đức Sơn đọc tổ kinh cầu nguyện cho hương linh thân mẫu chúng con là cố Phật tử Đào Thị Trọng, pháp danh Diệu Đạo, nhờ thần lực tam bảo mà tội chứng sớm tiêu trừ đầy đủ phước lành, sanh về tịnh độ. Với ân đức này, chúng con xin ngày đầu bái tạ, nguyện hồng ân chư Phật gia hộ cho chư tôn hòa thượng pháp thể kinh an, tuệ năng bất tuyệt, để hướng dẫn chúng con trên bước đường tiến tu đạo nghiệp. Ngưỡng mặt chư tôn thiền đức thân mẫu chúng con, khi còn sanh tiền dốc lòng vun trồng cội phúc gieo nhân trí huệ, cần mẫn cực nhọc lo cho chúng con. Nhớ lại những khi dân bảo dặn dò, những lúc nhọc nhằn nuôi dưỡng, trong nỗi đau thương này con không biết làm gì hơn là thể theo lời Phật dạy, biến đau thương thành cầu nguyện nơi theo gương hiếu thảo của Đức Mục Kiền Liên, thành tâm thiết lễ trai nghiêm và tịnh tài dâng lên cúng dường phương chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng và hiện tiền chư tôn Đức Tăng Ni, ngưỡng nguyện cho thế giới hòa bình, nhân dân an lạc và kỳ siêu cho thân mẫu chúng con. Nương nhờ công đức này mà tội diệt phúc sanh, sống sanh về cõi lành, ngưỡng mong chư tôn đức thì từ lân mẫn nạp thọ để cúng dường hôm nay cho sở nguyện chúng con được thành tựu viên mãn. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Thập Phương Thượng Trụ Tam Bảo Tam Đại Chứng Minh. Nam mô Kiếp Nhật Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Hiệu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát. Thủy Từ Chứng Giải. Kính thưa quý vị, con cháu trai kiệt hôm nay, thưa quý vị, theo lẽ thường, cây có cội nếu có nguồn, người có tổ tiên ông bà cha mẹ mới có ra ta. Hôm nay quý vị từ phương xa tại Hoa Kỳ, Mỹ hướng về Việt Nam qua miền Trung và chùa Đức Sơn để cầu nguyện tuần thứ năm cho thân mẫu của quý vị, và quý vị đã phát tâm cầu siêu nó quả khổ nội hoài chư hương linh của quý vị sớm được vạn sanh về cảnh giới cực lạc. Với cái tâm nguyện đó, ngày hôm nay quý vị đã thiền lập đàn tràng cung thỉnh chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng ni về tại chùa Đức Sơn về thiền lễ trai nghiêm cúng dường đến mười phương chư Phật và hiện tiền chư đại đức tăng ni. Đó là việc làm chính đáng với nghĩa cử báo ân và đền ơn của một người con người cháu đối với đấng sanh thảm diệt dục của quý vị. Quý vị về sinh ra ở đời
hôm nay người ở nước ngoài, người ở đất nước luôn luôn hy vọng về tổ tiên ông bà cha mẹ của chúng ta, mà không biết tổ tiên ông bà cha mẹ của chúng ta khi nhắm mắt về đời được sinh vào còn đường nào, thế giới nào. Nên luôn luôn hy vọng về ba ngôi tam bảo, hiểu qua thần lực của ba ngôi tam bảo chứng minh hồ niệm để cho quả khổ hơn lên sớm được vãng sinh. Đó là việc làm chính đáng của người con chỉ thành chỉ kính chỉ hiểu đối với đấng sanh thành diệu dục. Hạ nhân buổi trưa hôm nay trong tuần thứ năm, quý vị trở về tại miền Trung xứ Huế này lên tại chùa Phúc Lâm thiệt lễ cúng dường trai tăng để cầu nguyện cho hương linh thân mẫu của quý vị được trường thừa công đức và siêu sanh tịnh độ, cũng đồng thời hướng nguyện lên ngôi tam bảo cung tiễn quả cổ rồi gọi chứ hương linh sớm được vãng sanh. Với tận tâm nguyện đó mà trưa hôm nay quý vị đã thiết lễ trai tăng cùng dường lên hiện tiền chứ đại đức chúng ta, nhờ đức thanh tịnh của chúng ta chủ nguyện mà quả cổ hương linh sớm được vãng sanh. Và hiện tiền con cháu nội ngoại tái quyển được trường thừa ân đức phước thọ, được chiên trường phát nguyện làm những việc có lợi ích trong đời trong đạo, mà luôn luôn hướng tâm hướng đến ngôi tam bảo, phát nguyện tu thân hành thiện để phụng đạo giúp đời lợi lạc cuộc sinh. Cầu chúc quý vị hôm nay quyển luôn luôn được hưởng trí đắc nghiêm bồ đề tăng kiên cố, làm những việc phương thiện để đem sự lợi ích an lạc trong đời trong đạo, được gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp và cuộc sống của quý vị. Nguyện cầu tất cả quý vị luôn luôn thân tâm được an lạc. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Tát. Thank you.
ba trưng đàm tràm giả thiên tông ân thể như như thái sa thi chung đông nghệ như
thiền nam tịnh đề phật đề dung đăng tội chuyển nghiệp chuyển tiêu trì thân tâm an lạc nhị nhân bài can đại giảng thế tôn thượng thượng cứ thể thiên linh trần gia tiên cổ đạo gia tiên cổ trường gia tiên cổ định đại quá chúng tất trai tuân Việt Nam phật tế thọ ưu ba di giới đạo thị trọng pháp danh diệu đạo chánh hồn hương linh phung vị cầu siêu trần văn vinh hương linh trần thủy hoàng thiền minh hương linh trần mạnh hồ chung minh chánh hương linh đô thị sáng diệu quang hương linh trần mạnh cường chúng tâm đức hương linh lý thanh đáng trật huệ hương linh lễ bà cũng thỉnh nguyện hương linh nguyện văn lời tâm tạng hương linh nguyện thị huệ diệu định hương linh đặng thị như minh hương linh phạm thị hiền nguyện mạng hương linh như thị ngẫu năng thông hương linh đinh thị kim hoa diệu hiền hương linh ngô thị tài diệu đức hương linh la trần sanh dần lam quang hương linh huyền vũ quỳnh pháp diệu hương linh nguyện văn lời hương linh nguyện thị vinh diệu hiền hương linh đăng hải nam quang hương hương linh nguyện văn nam quang minh hương linh dương bà nhân minh cửu hương linh lý nhật hương nhật phổ hương linh ngô trăm hoan tuệ hương linh vũ minh tâm nhiều hiền hương linh trần minh châu huệ nhân hương linh lễ liệu thu diệu hạnh hương linh nguyện thị hạnh nhân thân tê hương linh nguyện đức lượng hương linh nguyện hiền hương linh nguyện thị liệu hương linh phạm văn mẫu hương linh nguyện mạnh tê hương linh tịnh đông an đông thế tung sệ quá cổ nam đề chế hương linh vọng linh liệt ma nguyện thưa Phật pháp gì siêu thắng toàn lại kinh văn nhi giải thoát tề lâm ngũ thân chi trái tuân cảnh trì khôn phù đệ ngũ điền diêm la minh vương an tiên kinh do thì kiềm trường lục hoa chi tình liền phúng tung đại thừa pháp bảo tôn kinh giá trị vàng sinh tình đồ thân chúng vì liên tòa tác đại chứng minh cung phụng quang âm thiện dần thế chi đế huệ địa tạo minh dương liên thân đồng thủy mận niệm chi cần xem phân linh nhị thiên ngũ bánh lục thập tự niên tuệ thử tân sầu gắn nguyện nhị thâm cụ nhân đệ tử chúng đăng kiên thân hoa nam thường sẽ pháp dương thân nếu thiền pháp tân thì đó giả ma thật nếu mà ba thân 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 nếu mà ba thân
Thank you.
Tay lòng.